Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 127 đến trang 131. Bài 5 nghị luận xã hội, tự đánh giá, sách cánh diều. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới. Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới. Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những cái thói quen tốt trước khi bước vào nền kinh tế mới. Tết năm nay là sự chuyển tiếp giữa hai thế kỷ và hơn thế nữa là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỷ. Trong thời khắc như vậy thì ai ai cũng nói tới cái việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Trong những hành trang ấy có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỷ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ vì vai trò con người lại càng nổi trội. Cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỷ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ, làm cho tỷ trọng trí tuệ trong một sản phẩm ngày càng lớn. Chắc rằng chiều hướng này sẽ ngày càng gia tăng. Một phần dưới tác động của những tiến bộ về khoa học và công nghệ như sự giao thoa, hòa nhập giữa các nền kinh tế chắc chắn sẽ sâu rộng hơn nhiều. Trong một thế giới như vậy, nước ta lại phải cùng một lúc giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. Làm nên sự nghiệp ấy đương nhiên là những con người Việt Nam với những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai và sự sáng tạo là một cái yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh cũng có còn những cái tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những cái lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng, nhất là khả năng hành thực hành bị hạn chế do lối học chay, học việc nặng nề. Không nhanh chóng lấp những cái lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. Cái mạnh của con người Việt Nam là sự cần cù sáng tạo. Điều đó thật hữu ích trong nền kinh tế đòi hỏi tinh thần kỷ luật cao và thái độ nghiêm túc đối với công cụ và quy trình lao động với những máy móc, thiết bị rất tinh vi. Tiếc rằng ngay trong cái mặt mạnh này của chúng ta cũng lại ẩn chứa những cái khuyết tật không tương tác chút nào với một nền kinh tế công nghiệp hóa, chứ chưa nói tới nền kinh tế tri thức. Người Việt Nam ta cần cù thì cần cù thật, nhưng lại thiếu cái đức tính tỉ mỉ. Khác với người Nhật vốn cũng nổi tiếng cần cù, lại thường rất cẩn trọng trong cái khâu chuẩn bị công việc. Làm cái gì cũng tính toán chi li từ đầu. Người Việt Nam ta thường dựa vào tính tháo vát của mình, hành động theo phương châm. Nước đến chừng mới nhảy, liệu cơm ngấp mắm. Do còn nhiều chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nhỏ và cách sống nơi thôn dã vốn thoải mái và thanh thản, nên người Việt Nam ta chưa có được thói quen tôn trọng những cái quy định nghiêm ngặt của công việc là cường độ khẩn trương. Ngày bản tính sáng tạo một phần nào đó cũng có mặt trái ở chỗ ta hay lây hoay cải tiến làm tắt, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ. Trong một xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp thì những khuyết tật ấy sẽ là những cái vật cản ghê gớm. Trong một thế giới mạng, ở đó hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu gắn với nhau, gắn kết với nhau trong một mạng Internet thì tính cộng đồng là một cái đòi hỏi không thể thiếu được. Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc đoàn kết với nhau theo phương châm nhiễu điều phủ lấy giá gương. Thì cái bản sắc này thể hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước Lâm Nguy, ngoại bang đe dọa. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao quý ấy thường lại không đậm nét trong cái việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kỵ vốn có của lối sống theo thứ bậc, không phải theo năng lực và lối nghĩ trâu buộc ghét trâu ăn. Đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến, ta có thể quan sát thấy điều đó ngay trong cả những cái việc nhỏ nhặt. Ví dụ như vào thăm bảo tàng thì người Nhật túm tụm vào với nhau chăm chú nghe thuyết minh.
Còn người Việt Nam ta thì lập tức tản ra xem những thứ mình thích. Người Hoa ở nước ngoài thường cưu mang nhau, song người Việt lại thường đố kỵ nhau. Bước vào thế kỷ mới, nước ta sẽ hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. Bản tính thích ứng nhanh sẽ giúp nhân dân ta tận dụng những cơ hội ứng phó với thách thức do tiến trình hội nhập đem lại. Nhưng thái độ kỳ thị đối với sự kinh doanh, thói quen ảnh hưởng do sự bao cấp, nếp nghĩ sùng ngoại hoặc là bài ngoại quá mức đều sẽ cản trở sự phát triển của đất nước. Thói quen ở không ít người thích tỏa ra khôn vặt, bóc ngắn cắn dài, không coi trọng chữ tín sẽ gây tác hại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập. Bước vào thế kỷ mới, muốn sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu thì chúng ta sẽ phải lấp đầy cái hành trang bằng những cái điểm mạnh, vứt bỏ những cái điểm yếu. Muốn vậy thì câu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ, những người chủ thật sự của đất nước trong thế kỷ tới nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. Vũ Khoan, một góc nhìn của trí thức, tập 1, nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002. Như vậy, sau khi chúng ta đọc văn bản thì các em hãy chọn phương án trả lời đúng cho mọi câu hỏi từ câu 1 đến câu 4. Câu 1, phương án nào sau đây trả lời đúng câu hỏi vì sao bài viết chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới là văn bản nghị luận? A. Nhấn mạnh những ưu điểm và hạn chế của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. B. Ca ngợi vai trò tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong lịch sử phát triển đất nước. C. Nêu lên ý kiến của người viết và dùng những cái lý lẽ dẫn chứng để thuyết phục người đọc. D. Rút ra bài học có ý nghĩa quyết định đối với thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Như vậy, phương án trả lời đúng cho câu hỏi vì sao bài viết phải chuẩn bị hành trang và thế kỷ mới là văn bản nghị luận. Đó là nêu ý kiến của người viết và dùng những cái lý lẽ dẫn chứng để thuyết phục người đọc. Như vậy, một chọn C. Câu 2, nội dung chính mà văn bản trên muốn nói lên là gì? A. Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn luyện những cái thói quen tốt trước khi bước vào nền kinh tế mới. B. Ngay cái bản tính sáng tạo một phần nào đó cũng có mặt trái ở chỗ ta hay lây hoay cải tiến, làm tắt không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ. C. Cái mạnh của người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận, đó là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. D. Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc đoàn kết với nhau theo phương châm nhiều điều của Lý Gia Gương. Như vậy, nội dung chính mà văn bản muốn nói lên đó là lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những cái thói quen tốt trước khi bước vào nền kinh tế mới. Như vậy, hai chọn A. Câu 3, theo tác giả, những thói quen nào không ít người sẽ gây tác hại khôn lường trong cái quá trình kinh doanh và hội nhập? A. Tính thích tỏ ra khôn vặt. B. Chịu thương chịu khó. C. Bóc ngắn cắn dài. D. Cần cù nhẫn nại. E. Đừng bọc lẫn nhau. Và D. Là không coi trọng chữ tín. Như vậy, những cái thói quen ở không ít người sẽ gây tác hại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập đó là thích tỏ ra khôn vặt nè, rồi bóc ngắn cắn dài, rồi không coi trọng chữ tín. Như vậy, câu 3 chọn đáp án A, C và G. Câu 4, cụm từ nào sau đây không nêu không đúng tình cảm, thái độ của tác giả thể hiện trong bài viết? A. Buồn chán, bi quan. B. Lạnh lùng, nghiêm khắc. C. Tích cực, lạc quan. D. Thẳng thắn, tâm huyết. Như vậy, cụm từ nêu không đúng tình cảm, thái độ của tác giả thể hiện trong bài viết đó là thẳng thắn, tâm huyết. Như vậy, 4 chọn D. Câu 5, đâu là ý kiến đánh giá chủ quan của người viết, đâu là lý lẽ bằng chứng khách quan, ghép đúng. Như vậy, chúng ta sẽ có những cái ý kiến thì các em hãy ghép với ghép đúng. Ở đây là những cái ý kiến chủ quan hay là lý lẽ bằng chứng khách quan. A. Nhân dân ta có truyền thống
lâu đời đùm bọc đoàn kết với nhau, bề tính đố kỵ vốn có của lối sống theo thứ bậc, không phải theo năng lực, là nói nghĩ và nói nghĩ trau buộc ghét trau ăn đối với người hơn mình đã làm quê thời phong kiến. C. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao quý ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ. D. Vào thăm bảo tàng thì người Nhật túm tụm vào với nhau để chăm chú nghe thuyết minh, còn người Việt Nam thì ngay lập tức tản ra xem những thứ mình thích. Như vậy những cái ý kiến đánh giá chủ quan đó là B và C, và lý lẽ bằng chứng là A và D. Câu 6, ý nghĩa thời sự của vấn đề mà bài viết chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới nêu lên là gì? Thì ý kiến thời sự của vấn đề mà bài viết chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới đó là bài viết ra đời vào cái thời kỳ đất nước đang phát triển trong cái xu thế hội nhập, nền kinh tế có xu hướng toàn cầu. Bài viết trình bày cái điểm rõ, cái điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam và những cái hành trang cần chuẩn bị để bước vào thế kỷ mới. Câu 7, cho biết nghĩa tác dụng của các câu thành ngữ tục ngữ được tác giả sử dụng trong bài viết. Thì ý nghĩa tác dụng của các câu thành ngữ tục ngữ được tác giả sử dụng trong bài viết là nhằm góp phần giúp bài viết trở nên sinh động, cụ thể khiến cho người đọc cảm thấy cái vấn đề nghị luận được gần gũi với cuộc sống. Câu 8, để đưa đất nước đi lên trong thiên niên kỷ mới, theo tác giả bài viết thì chúng ta cần phát huy những cái điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những cái thói quen tốt nào. Thì để đưa đất nước đi lên trong thiên niên kỷ mới thì theo tác giả bài viết chúng ta cần phát huy những cái điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, hình thành những cái thói quen tốt, đó là thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng những cái tồn tại lỗ hổng về cái ý thức cơ bản. Rồi cần cù sáng tạo nhưng thiếu cái đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương, có tinh thần đoàn kết gắn với nhau trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại đố kỵ nhau trong làm ăn và trong cuộc sống hàng ngày. Bản tính thích ứng nhanh nhưng có nhiều hạn chế trong cái thói quen nếp nghĩ, tỏ thái độ kỳ thị trong kinh doanh, quen với chế độ bao cấp, thói sùng ngoại hoặc là bài ngoại quá mức, thói khôn vặt, ít sự chịu tính. Câu 9, từ những nội dung của văn bản trên hãy viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng nêu lên một điểm mạnh và một điểm yếu của em. Như vậy từ nội dung của văn bản trên thì chúng ta hãy viết một đoạn văn nêu lên cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.